Sao Vàng Nhật xin chào cả nhà. Em phục vụ các bác tiếp một con máy lọc khí sáp đúng tiêu chí người Việt mình nhá. Ngon, bổ, rẻ, VIP, bền, đẹp. Con này nó là phân khúc VIP của máy lọc khí sáp đấy ạ. Ion mật độ 25.000, mật độ ion 25.000 các bác nhé. Phím cảm ứng. Đấy, nó là cái phân khúc cao cấp nhất của sáp tại thời điểm nó ra mắt con này. Full tính năng luôn, ion 25.000. Năm sản xuất 2013 này con này. Màu mã là 1615. Màu đen hơi nâu một chút, chung là cái màu này rất là bền màu, sạch sẽ. Các bác dùng lâu nó không bị ngả màu. Máy đầy đủ full tính năng các bác nhé. Đẹp, báo phần trăm độ ẩm này, báo được cả nhiệt độ luôn này. Đấy, báo nhiệt độ luôn nhé. Phần trăm độ ẩm, báo nhiệt độ. Cảm biến báo đèn bụi mùi này. Chế độ lọc khí này, các cái tốc độ lọc khí khác nhau này. Lọc khí bù ẩm này, báo đèn không có nước này. Đấy, lọc khí nhanh, khử mùi nhanh này. Tắt bật đèn này, giảm ánh sáng. Đấy, con này phím cảm ứng đấy ạ. Còn hình thức còn khá là đẹp. Về phần màng HEPA thì màng HEPA thay mới nhé, vẫn để nguyên ni lông như các bác này. Màng HEPA vẫn thay mới, còn màng than trong thì còn khá ok nhé. Đặc biệt giá thành thì con này em bán có 2 triệu thôi. Bảo hành 1 năm cho các bác. Đầu biến áp điện 220V rồi. Đầu biến áp điện 220V rồi nhé. Bánh xe đây, 8 hướng luôn. Bình nước mùa ẩm thì thay màng cảm ẩm mới con rồi. Đẹp rồi. Khá là hoàn hảo. Nói chung là tầm tiền 2 triệu thì nó là vô đối rồi. Đấy, các bác nào tín đồ của hãng sáp thì các bác alo nhé. Con này mới chứ có đắt lắm ạ. Hơn chục triệu cơ. Như cái máy này thời điểm năm ngoái em bán sắp xỉ 5 triệu này. Năm nay còn 2 triệu. Để như cho luôn này. Đấy, rất phù hợp cho các bác nào dùng cho phòng khoảng con này. Nó là 62W nhé. Dùng phòng khoảng 40-45m2 đổ lại. Phù hợp phòng ngủ, phòng khách cũng khá ok luôn. 2 triệu bảo hành 1 năm thôi nhé. Chi phí vận chuyển. Bác nào chuyển khoản hết là bao ship toàn quốc nhé. Còn các bác ở xa mua đặt cọc trước em 500 nhé. Nhận hàng hay đúng hàng các bác thanh toán nốt. Chào các bác.